Sáng ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, tuyến đường sắt này bắt đầu tại thành phố Hà Nội, ga Ngọc Hồi và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Thủ Thiêm, đi qua địa phận 20 tỉnh thành. Chiều dài toàn tuyến là khoảng 1.541 km. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.713.000 tỷ đồng, khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ, dự kiến khởi công vào năm 2027 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2037. Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn trong khoảng 12 năm, từ năm 2025 đến năm 2037. Ngoài ra, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho thấy, sau thời gian dự kiến hoàn thành của dự án là năm 2035, thì từ năm 2036 đến năm 2066, chi phí vận hành, bảo trì dự án hàng năm đều ở mức trên 25.000 tỷ đồng và chưa rõ phương án chi trả. Dự án được chính phủ đề xuất bố trí 23 ga hành khách, dự kiến mỗi vị trí ga quy hoạch không gian phát triển từ 200 đến 500 hectare, 5 ga hàng hóa, quy mô mỗi ga hàng hóa khoảng 24,5 hectare. Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là hơn 10.000 hectare, số dân tái định cư khoảng hơn 120.000 người.